Để biết được số định danh cá nhân của một người, có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất, để được cấp căn cước công dân 12 số, thì số định danh cá nhân chính là dãy số gồm 12 số trên căn cước công dân. Trường hợp thứ hai, chưa có căn cước công dân 12 số thì có thể thực hiện tra cứu online trong video ngày hôm nay. Vì ngang sẽ hướng dẫn các cô chú, anh chị và các bạn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online. Tuy nhiên, việc tra cứu số định danh cá nhân bằng hình thức online yêu cầu công dân Việt Nam cần phải có tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia. Các bước tra cứu như sau. Bước 1, các bạn truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Bước 2, chọn đăng nhập bằng tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì chọn mục đăng ký và điền các thông tin theo mẫu để được cấp tài khoản. Bước 3, chọn mục dịch vụ công trực tuyến. Bước 4, điền lưu trú. Sau đó nhấn nút tìm kiếm. Bước 5, chọn mục thông báo lưu trú tại danh sách vừa hiện ra. Bước 6, nhấn nút nộp trực tuyến. Bước 7, trên màn hình sẽ hiển thị mã số định danh cá nhân của bạn ở mục thông tin người thông báo về lưu trú, cùng hàng với dòng họ và tên và số điện thoại. Mã số định danh cá nhân cũng chính là số căn cước công dân của mỗi người. Mỗi công dân chỉ được cấp một mã số định danh duy nhất từ khi sinh ra đến khi mất đi, không lặp lại ở người khác và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như thay cho mã số thuế cá nhân để khai báo thuế, thay cho giấy tờ tùy thân khi mua bán nhà ở, mã số định danh do Bộ Công an cấp và được quản lý, cập nhật, chia sẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về cấu trúc và ý nghĩa của mã số định danh cá nhân. Mã số định danh gồm 12 số, trong đó 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh, hoặc là mã của quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Ví dụ, bạn sinh ở Hà Nội sẽ có mã là 001, thành phố Hồ Chí Minh là 079, hay Đồng Nai là 075. Một số kế tiếp là mã thế kỷ sinh, mã giới tính. Công dân sinh vào thế kỷ 20, tức là từ năm 1900 đến năm 1999, nam sẽ là 0, nữ là 1. Công dân sinh vào thế kỷ 21, tức là từ năm 2000 đến năm 2099, nam là 2 và nữ là 3. Chi tiết về mã nơi sinh và mã thế kỷ sinh, mã giới tính, công ty luật để ở phần mô tả, các cô chú, anh chị quan tâm có thể theo dõi. Hai số tiếp theo là hai số cuối của năm sinh. Sáu số còn lại là dãy các số ngẫu nhiên dùng để phân biệt mỗi công dân. Hy vọng qua video này, các cô chú, anh chị và các bạn có thể tra cứu thành công số định danh cá nhân của mình. Video đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi các video pháp lý tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.